Hi, chào các bạn, là Game Hay Thế Giới đây. Trong thế giới quái vật phóng xạ, Godzilla là mạnh nhất, nhưng lại có rất nhiều loại. Và một trong số đó chính là Shin Godzilla. Hôm nay tôi sẽ cho các bạn thấy tất cả các hình dạng thực tế mà Shin Godzilla có được là như thế nào. Thì ban đầu, Shin Godzilla cũng giống như bao nhiêu sinh vật khác, là nở ra từ một cái trứng hóa thạch từ thời khủng long. Và bên trong cái trứng này có hình thù của một bào thai hết sức đặc biệt. Đáng lẽ thì cái trứng này sẽ mãi mãi bị chìm dưới đáy đại dương. Nhưng thật không ngờ trải qua hàng trăm triệu năm, loài người bắt đầu xuất hiện và bắt đầu chế tạo ra những vũ khí hạt nhân, gây ra chiến tranh, rồi ném những quả bom đầy khủng khiếp năng lượng xuống dưới biển. Quả trứng hóa thạch đó đã hấp thu nguồn năng lượng hạt nhân và bắt đầu nở toạc ra. Cuối cùng thì Shin Godzilla đã chính thức chào đời với hình hài hết sức kỳ lạ. Và đây cũng chính là hình dạng thứ hai của nó. Nó trở nên điên tiết, căm phẫn với những việc làm của con người. Nó đã tràn vào thành phố và càn quét hết tất cả. Mặc dù đây là trạng thái mới nở mà thôi, nhưng Shin Godzilla đã đạt chiều cao 28m, chiều dài tính từ đầu cho tới đuôi 122m, và khối lượng kích thước vô cùng khổng lồ 23.000 tấn. Về phía của con người thì thấy một sinh vật kỳ lạ và to lớn xuất hiện từ đáy đại dương trồi lên. Họ nghĩ rằng đây chính là những quái vật sống tiềm ẩn dưới đáy đại dương, chờ cơ hội để trồi lên ăn thịt người. Nhưng con người không hề biết rằng đây lại là sản phẩm của họ, đã tàn phá tự nhiên, và tự nhiên đã gửi nó đến để trừng phạt nhân loại. Nhiều nhà cửa, làng mạc, đường xá, xe cộ bị phá tan tành. Bên phía của con người cũng cấp tốc cầu cứu quân đội. Quân đội điều khiển xe tăng, thiết giáp, máy bay chiến đấu liên tục tấn công vào cơ thể của nó. Suốt một tiếng đồng hồ, cơ thể nó dường như bất khả xâm phạm. Và sau đó nó lại tiếp tục trưởng thành, tiếp tục lớn hơn, tiếp tục thay đổi hình dạng và trở nên khủng khiếp hơn. Vâng, bây giờ thì nó đã đạt được hình dạng thứ ba. Lúc này chiều cao của nó đã đạt đến 57m, chiều dài là 168,25m, và tổng trọng lượng cơ thể nó lớn hơn 45.000 tấn. Thật quá khủng khiếp. Kích thước và cơ thể của nó tăng vọt. Lớp da của nó cũng bắt đầu trở nên dày hơn, chuyển sang màu đỏ máu. Nó trông có vẻ trở nên dữ tợn và hung hãn hơn, càng tăng cường càng quét và phá thành phố của loài người nhiều hơn. Nhìn kìa các bạn, lúc này thì nó có thể đứng bằng hai chân. Hai chi trước của nó đã dở lên khỏi mặt đất, không khác gì một con khủng long T-Rex. Trải qua vài tiếng đồng hồ, thành phố nhân loại đã bị đập phá và không ít nhà cửa đã bị hủy hoại nghiêm trọng. Lúc này con người đã cấp tốc cầu cứu quân đội một lần nữa. Quân đội quyết định sử dụng vũ khí bí mật của họ, chính là những robot tương đối to lớn để ngăn chặn Shin Godzilla dạng thứ ba này. Nhưng có vẻ như lũ robot này chỉ là muỗi đốt inox mà thôi. Cùng lắm thì bọn chúng chỉ có thể gãi ngứa và làm sức vài miếng vảy của Shin Godzilla, khiến cho Shin Godzilla càng nên căm phẫn. Lúc này thì trong miệng của nó bắt đầu gầm gừ và phun ra một làn khói lửa cực kỳ nóng, đốt cháy hoàn toàn mọi thứ mà nó trúng phải. Và một lần nữa, loài người lại nhận thất bại đắng cay dưới quái vật mà do chính họ tạo ra. Trải qua suốt 4 tiếng đồng hồ, Shin Godzilla dạng thứ 3 lại bắt đầu trưởng thành. Những bộ phận cơ thể của nó bắt đầu hoàn thiện, và lớp da lại bắt đầu chuyển đổi màu sắc và trở nên cứng cáp tuyệt đối hơn. Vâng, đây là hình dạng thứ 4 của Shin Godzilla, một hình dạng vô cùng quen thuộc mà chúng ta thường thấy nhất. Nhưng đây không phải là hình dạng cuối cùng, đây chính là hình dạng trưởng thành thật sự của Shin Godzilla mà thôi. Ở hiện tại thì chiều cao của nó đã đạt đến 118,5m, chiều dài từ đầu đến đuôi là 333m, và tổng trọng lượng là 92.000 tấn. Wow, thật khủng khiếp. Sau một ngày tàn phá, đập nát thành phố của nhân loại, dường như bên phía con người đã bắt đầu tháo chạy. Họ không còn chiến đấu và đối đầu với Shin Godzilla nữa. Lúc này thì Shin Godzilla dạng thứ 4 lại bắt đầu lột xác và trưởng thành một lần nữa. Quỷ thần thiên địa ơi, sao trông quái dị thế này? Nhìn sơ qua, nó không khác gì một con người nhân loại.
Lúc này thì Shin Godzilla đã đạt được hình dạng thứ 5. Chiều cao của nó là 122m. Chiều dài từ đầu cho tới đuôi đã giảm còn 183m. Và tổng trọng lượng là 93.000 tấn. Nhưng ở hình dạng này, trông nó có vẻ thanh thoát, nhanh nhẹ hơn và chiến đấu tinh nhuệ hơn. Nó lại tiếp tục căm phẳng và tàn phá thành phố của con người. Bỗng dưng, từ giữa thành phố xuất hiện một cơ thể máy móc hết sức đặc biệt và lạ lùng. Thì ra đó chính là sản phẩm tân tiến của nhân loại. Họ đã dựa theo hình thái chiến đấu và cơ thể khổng lồ của những quái vật phóng xạ, đặc biệt là Shin Godzilla ở hình dạng trước đây. Họ đã chế tạo thành công ra một thứ máy móc gọi là Mecha Godzilla, nhanh chóng điều khiển thứ máy móc này để ngăn chặn và giết chết Shin Godzilla của chúng ta. Nhưng bởi vì là sản phẩm đầu tiên của con người vừa mới được vào thử nghiệm, nên nó trông có vẻ chậm chạp và chiến đấu một cách rất lừ đừ, đã khiến cho nó bị bại hoàn toàn và chịu mọi khống chế của Shin Godzilla ở dạng thứ 5 này. Cuối cùng thì nó cũng bị Shin Godzilla ở hình thù kỳ quái này tiêu diệt hoàn toàn, không mấy khó khăn. Ngày thứ 2 cũng trôi qua, ngày thứ 3 cho đến ngày thứ 4. Cuối cùng Shin Godzilla lại một lần nữa lột bỏ cơ thể thật thụ kỳ quái này để đạt được hình dạng hoàn mỹ nhất, dạng thứ 6. Chắc có lẽ tôi và cả các bạn, chúng ta chưa bao giờ thấy được cái hình dạng cuối cùng đặc biệt của Shin Godzilla này. Với chiều cao đạt tới 184m, tổng chiều dài 266m và tổng trọng lượng cơ thể của nó 150.000 tấn, vô cùng khủng khiếp. Không những vậy, lớp da của nó đã bắt đầu mọc ra những cái lớp giáp sần sù, trông thật là quái dị. Đồng thời dưới bụng của nó cũng đã mở ra một lỗ hổng cực kỳ đẹp mắt. Từ trong lỗ hổng này, một luồng phóng xạ cực kỳ khủng khiếp được phun ra. Thành phố của con người, tất cả mọi thứ đều tan nát như tường. Lúc bấy giờ thì loài người hoàn toàn bất lực trước thứ quái vật phóng xạ mang tên Shin Godzilla dạng thứ 6 này. Khoan, khoan, nhìn kìa mọi người, từ phía xa xăm đã xuất hiện một hình bóng của một thứ máy móc nào đó nữa. Thì ra, đó chính là Mecha Kidoha, rồng năm đầu máy móc. Được biết, thứ rồng năm đầu này chỉ có con người trong tương lai mới chế tạo thành. Nhưng tại sao bây giờ nó lại xuất hiện ở đây? Không lẽ nó đã xuyên không quay về quá khứ để ngăn chặn sức mạnh của Shin Godzilla hủy diệt con người hay sao? Và thế là một cuộc chiến kinh thiên động địa giữa sản phẩm của nhân loại trong tương lai được gửi về quá khứ, chiến đấu với sản phẩm của tự nhiên cứ đến để trừng phạt loài người. Liệu bên nào sẽ giành chiến thắng đây? Lúc này, lợi dụng kích cỡ cơ thể lớn hơn, đồ sộ hơn, Shin Godzilla ở dạng thứ 6 có một lớp da vô cùng sắc nhọn. Không, phải nói là một lớp giáp sừng bao quanh cơ thể, liên tục tấn công vào người của Mecha Kidoha, khiến cho sản phẩm nhân loại tương lai gặp nhiều rắc rối. Cuộc chiến khốc liệt này lại trải qua thêm vài ngày nữa. Lúc này dường như hai quái vật càng đánh càng sung, và bọn chúng bắt đầu sử dụng khả năng đặc biệt mà trước đây Godzilla thường dùng, đó chính là vụ nổ ánh sáng nuclear. Cuối cùng, với sức mạnh áp đảo hoàn toàn, Shin Godzilla ở trạng thứ 6, hình dạng hoàn mỹ nhất của loài quái vật phóng xạ khủng khiếp này, cũng đã đánh bại hoàn toàn được Mecha Ghidorah. Và con người hoàn toàn thất bại trước sức mạnh của thiên nhiên, sức mạnh hủy diệt của quái vật phóng xạ này. Không còn gì tàn phá, mọi thứ đều tan tành. Nó đã cảm thấy mãn nguyện và nhanh chóng quay về nơi nó nở ra, đó chính là dưới đáy đại dương sâu thẳm. Vâng, đến đây là toàn bộ nội dung giải trí ngày hôm nay. Đó chính là tất cả các hình dạng thực tế mà Shin Godzilla có được. Các bạn thấy nội dung như thế nào? Hãy để lại ý kiến bên dưới. Đừng quên cho mình một like, một chia sẻ và một đăng ký nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.